Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm nói đủ là Thủ Lăng Nghiêm, tiếng Phạn là Suramgama, nghĩa là cái bản thể chân tâm sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật. Vì thể của nó rộng lớn bao la vô hạn, bao la trùm khắp cả pháp giới nên gọi là đại. Tâm thể này xưa nay vốn là thanh tịnh, thường hằng vắng lặng, không lai động đổi dời nên gọi là định. Vì tính chất của nó không dời đổi, thấu xưa suốt nay, thường hằng bất động, ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm, hằng hữu bất hoại nên được gọi là kiên cố. Cho nên nghĩa của ba chữ Thủ Lăng Nghiêm tức là đại định kiên cố. Với hơn 3.000 chữ và nhiều mật ngữ xa lạ, kỳ bí phức tạp, chú Lăng Nghiêm được coi là bài chú dài nhất trong tất cả các bài chú của Phật giáo. Cho nên Phật tử cũng khó mà thuộc lòng được chú Lăng Nghiêm. Chính vì thế từ xưa đến nay có rất nhiều vị tu hành, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm cách chia bài chú này ra nhiều đoạn nhỏ với những tập hợp các câu chú có nét tương đồng để dễ nhớ, dễ thuộc hơn. Thế nhưng, đến với chú Lăng Nghiêm, không ít Phật tử cũng như chúng tôi đã gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và thuộc lòng. Trong số những lần có cơ hội tham gia vào những buổi thuyết pháp được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Lâm Đồng của Hòa Thượng Thích Từ Giang, trụ trì Linh Quang Tịnh Xá, quận 4, chúng tôi được Hòa Thượng chia sẻ. Trong cuộc đời xuất gia tu hành theo Phật Pháp của mình, Thầy có những ước mơ, hoài bão, khát khao được thực hiện. Mà ước mơ lớn nhất của Thầy chính là việc xiển dương chú Lăng Nghiêm. Làm thế nào để mà bài chú này đến được không chỉ các Phật tử mà còn với tất cả mọi người? Thầy vẫn đêm ngày nguyện cầu 10 phương chư Phật gia hộ để Thầy có thể tìm được những Phật tử có cùng chí hướng thực hiện được điều này trước khi Thầy viên tịch. Và hôm nay, như một hạnh duyên với tấm lòng mong mỏi được góp phần thực hiện tâm huyết của Hòa Thượng Thích Từ Giang, có một Phật tử đã toàn tâm, toàn ý phổ nhạc cho bài chú quan trọng nhất trong 12 bài chú của Phật giáo, chú Lăng Nghiêm. Đó chính là nhạc sĩ Thường Dũng. Chúng ta có thể thấy với tinh thần xiển dương Phật Pháp, niềm mong mỏi đưa chú Lăng Nghiêm đến với gần hơn nữa những người có thiện tâm tu tập đã thể hiện rất rõ bằng ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể của rất nhiều người. Vạn hạnh xiết bao khi những Phật tử chúng tôi với sự hỗ trợ của các bậc tăng ni Phật tử, của những đạo diễn, nghệ sĩ, ca sĩ v.v. đã thực hiện được ước mơ lớn lao cuối đời của Hòa Thượng Thích Từ Giang. Chúng tôi tin rằng với những giai điệu âm nhạc du dương, bài Chú Lăng Nghiêm sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận và nắm bắt của quý Phật tử gần xa. Chúng tôi thiết tha mong mỏi quý vị hãy cùng giới thiệu cho bằng hữu gần xa bản trường ca này. Đó là một cách góp phần bảo tồn và truyền bá một giá trị cao quý của Kinh Phật, bởi vì một khi Chú Lăng Nghiêm còn tồn tại trên thế gian này, thì Phật Pháp sẽ còn tồn tại. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ya ra ha de ta.
năm, Nam Mô Đề Ba Ly Sắc Noan. Nam Mô Tất Đà Nha Tỳ Địa Nha Đà Ra Ly Sắc Noan. Sa Ba Noa Yết Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nam. Nam Mô Bạc Ra Ha Ma Ni. Nam Mô Nhân Đà Ra Ya. Nam Mô Ba Ya Ba Đề Lô Đà Ra Ya Bồ Ma Bạc Đề Ta Hê Ya Ya. Nam Mô Ba Ya Ba Đề Đà Ra Ya No Ya Bạc Ya Ma Ha Tam Mô Đà Ra. Nam Mô Tất Yết Rì Đà Ya. Ra ha ni
sabaya jura bangya akini baya odaka baya tisabaya satang darabaya bara cukip rabaya dosa swabaya asane baya akara makriju baya darani moyikim baya pada baya oraka bara baya lasarang jabaya naya baya tirat baya to marano abaya yuk swa imra raswa tu imra Rida Ibraha Tisaya Ibraha Boda Ibraha Kubangja Ibraha Bodengna Ibraha Kaca Bodengna Ibraha Tengkindo Ibraha Abatengmara Ibraha Odang Mada Ibraha Saya Ibraha, everybody Ibraha. Sada hari nam, iba hari nam, rodira hari nam. Mata hari nam, beda hari nam, masa hari nam. Sada hari nu, tida hari nam, tida hari nam. Pada hari nam ayo ya hari ne cipta hari ne de samtak baiklah nam tidak ya sasem daya jikera jadi bari makraya kahap rido tidak ya sasem daya jikera jadi janjin ni hak rido tidak ya sasem daya jikera jadi maha Sasem daya jikera jadi naraya noah pridom tidak ya sasem daya jikera jadi dakwaya rojakai pridom tidak ya sasem daya jikera jadi mahakara madapri ya noah pridom tidak ya sasem Daya jikera jadi kabarika hepridom tidak ya sasem daya jikera jadi saya ibra mado ibra tambara tata dakna hepridom tidak ya sasem daya jikera jadi nyano ramaginya hepridom tidak ya sasem daya jikera jadi Saraya no bak de sanghe ya hok rido Tidaya sa seng daya jikera jadi naib nasara bana hok rido Tidaya sa seng daya jikera jadi alaham hok rido Tidaya sa seng daya jikera jadi tidaraya hok rido Daya sasem daya jikera jadi Maksarane kuheya kuheya Kadie bakde hakrida Tidaya sasem daya jikera jadi Raswa bong baya pam engho Nama
Đà, Tỳ Kha Tạc Đán Đà Bà Hạc Đà Hạc Rì. Thập Phật ra, thập Phật ra, Đà ra, Đà ra, Tần Đà ra, Tần Đà ra, Sân Đà, Sân Đà, Hồ Hồng, Hồ Hồng. Phân cha, phân cha, phân cha, phân cha, phân cha ta hê hê phân. A mô ca gia phân, a ra ba đề hà đa phân, ba ra đa ra đa phân, a tô ra ti đa ra ba ca phân. Xoa tê phân tạc ba cang tha ba tê phân ta ba bồ đơn na tê phân ca cha bồ đơn na tê phân tạc ba đột lang chi đê tê phân tạc ba đột sát tỷ lệ thất sắc đê tê phân tạc ba thập ba lê tê phân tê phân tắc ba sa ra ba no tê phân tắc ba đi đê kê tê phân tắc ba đa ma đa kê tê phân tắc ba ti đa ra ya thê ya lê tê phân sa ya yết ra ma đô yết ra tắc ba ra tha ta đa kê tê ya ya le te phân ya do ra phương kỳ nê te phân bạc sa ra kumari ti đa ya ra thê te phân ma ha ba ra định dương so kỳ te phân bạc sa ra thương kỳ ra ya ba ra chương kỳ đa sa ya phân ma ha ka ra ya ma ha ma đa kỳ ta noa sắc mà đi về phong buộc ra hà mô đi về phong a kỳ đi về phong ma ha y thị về phong y ra đắc trì về phong niệm đắc trì về phong lão đắc trì về phong gia văn ra về phong kiếp là ra đắc trì về phong mộng chân đa ca si ma sa na ma tư đề duệ phân nhiệm kiếp chân tác đoá ma ta ma ma ân thô na ma ma ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bangda bangda ne, baksara bang di fa.